Vua biến thành con lừa. Ngày xưa, có một vị vua rất khác người. Cậy mình là đức vua tối cao, ông ta luôn ban hành những mệnh lệnh kỳ quái. Ban lệnh ta đến toàn vương quốc, thần dân lập tức gom nhặt tất cả các vì sao trên trời về làm quốc khố cho ta. Tuân lệnh đức vua sáng suốt, tuân lệnh đức vua sáng suốt. Cái gì? Hai sao trên trời? Ông vua ấy nên ở trên trời mà sống thì hơn. Người bệnh nặng như vậy, hôm nay ngài sẽ không ban điều lệnh mới gì chứ ạ? Sao lại không cơ chứ? Ta lệnh cho tất cả các quan lính và thần dân cũng phải bị mắc bệnh cảm cúm như ta. Thế là toàn bộ người dân trong vương quốc còn chưa biết phải đối phó với việc hái sao trên trời nộp quốc khố ra sao, thì tất thảy đã phải chịu sự hành hạ của bệnh cảm cúm. Vị vua khoái đảng thì một mình tản bộ trong rừng, suy tính để ban hành một điều lệnh kỳ quái. Khát nước quá, phải kiếm nước uống cái đã. Uống xuống, ta phải uống cho đã, rồi mới đến lượt ngươi, hiểu chưa? Ngươi không nghe lệnh mà còn dám hút bản vương. Ngài nên nhường nhịn, thưa đức vua. Con lừa chỉ là giống súc vật, nó không thể hiểu được lời của ngài nói đâu. Kẻ nào vừa nói? Để ta phải nhường con lừa ngu xuẩn kia, chỉ trừ khi ta biến thành con lừa và con lừa xuẩn ngốc đó biến thành vua. Ngài sẽ được toại nguyện. Sao ta không thể cất tiếng nói được? Sao con lừa kia lại mang khuôn mặt, mang trang phục của ta? Trời ơi, sao ta lại biến thành lừa như thế này? Đau quá, nó đâm vào bọn ta. Mẹ. Tàu đức vua đáng kính, xin hãy thứ lỗi cho lão già. Con lừa ngu dốt của lão chẳng chịu nghe lời gì hết. Mẹ. Người dám chửi ta là kẻ ngu dốt sao? Im đi. Mày có muốn còn mạng trở về nhà không hả? Vậy bệ hạ, lão xin cáo từ, đa tạ bệ hạ không truy xét. Đồ con lừa hư thốn, người có biết tên vua vừa rồi ngông cuồng thế nào không? Chắc chắn hắn đang bị mộng du đi ăn cỏ giữa ban ngày. Nếu không thì hôm nay đến cả mạng ta cũng không giữ nổi. Quần láo xược, chẳng lẽ người không nhận ra ta chính là nhà vua hay sao? Ta sẽ cho người treo cổ nhà ngươi lên. Ôi, cứu ta với, lính đầu cứu ta với, hắn sẽ đánh nát mông ta mất. Đức vua nói chỉ đi dạo một lát, giờ đã đi nguyên một ngày rồi. Mọi người đến đây nhanh lên, nhà vua đang bò lết bằng cả hai tay hai chân dưới đất kìa. Tâu bệ hạ, ăn cỏ tươi sẽ làm bệ hạ chướng bụng lên mất. Trời đất ơi, đức vua của chúng ta sao lại thành ra thế này? Mau đưa đức vua đến ngay vàng để ngài ấy ban hành những điều lệ kỳ quái mới như thường lệ đi. Ông buồn ngủ quá, mau đưa ta về chuồng lừa. Sao đức vua lại cư xử giống hệt một con lừa như vậy chứ? Xem ra đức vua bệnh nay đã nặng hơn, nước không thể một ngày không có vua được. Chúng ta phải sớm nghĩ đến việc phải tìm người kế vị thay cho đức vua thôi. Con lừa xuẩn ngốc này, sao ngươi dám ăn đồ của ta? Cút ra khỏi nhà ta ngay, tụi con vật mất nết kia. Vua lừa bị đánh tuốt xác, bỏ chạy thục mạng về phía khu rừng gần lâu đài, nơi mà hôm trước cuộc hoán đổi đã diễn ra. Con lừa kia, giờ đây thì ngươi lại được sung sướng làm vua. Còn ta, một ông vua thực sự, thì lại phải làm thân phận một con lừa khốn khổ. Kỳ lạ, uống xong ngụm nước trong vại,
thì thân xác của vua lừa và lừa vua được hoán đổi lại như cũ. Đúng là ta đã trở lại là ta, là đức vua tối cao rồi. Ta, nhân danh nhà vua của một nước, quyết định từ nay trở đi, vua không được phép trở thành lừa, và lừa không được phép trở thành nhà vua. Quần thần thở phào bởi đức vua của họ đã trở lại. Và đây là lần đầu tiên vị vua này ban hành một điều luật có lý. Từ đó trở đi, ông ta không còn điên rồ như trước đây nữa. Và cũng từ đó, trên bàn ăn của ông ta luôn đặt một bình hoa dại mà loài lừa rất thích ăn, để tự nhắc mình không bao giờ quên đi những ngày phải sống trong thân phận của một con lừa. Hàng cây biết khóc. Hả? Bà về rồi đấy hả? Vâng. Mà ông nó này, ông xem á, hôm nào ông làm hay gọi người đến tỉa cho ít cành cây ở cái cây trước nhà đi. Tôi thấy tán nó cũng rậm rạp rồi. Vả lại có cành bị mục nữa chứ. Ừ, tôi biết rồi. Xem tỉa lại sớm sớm đi ông ơi, chứ tuần sau là dự báo sẽ có mưa bão đó. Ừ, được rồi, tôi biết rồi mà. Mấy ngày sau. Dạ dạ, thời tiết hôm nay thích hợp để đi đánh golf đây. Phải rủ ông Chắc đi cùng mới được. Xem nào. Đúng là tán cây hơi rậm và cành cây bị mục rồi. Nhưng thôi, cứ để vài hôm nữa rồi tính. Alo. Ừ, Bai à. Sao? Được rồi, để mẹ nói ba con đi đón cháu nha. Yên tâm hen. Ông Alex ơi. Ông nó à, thằng Bai nó gọi điện nhờ đi đón cái Rose ở trường học cho nó. Chỗ công ty nó đang phát sinh công việc do mưa bão nên không đi được. Hả? Vậy à? Được rồi, để tôi đi. Hôm nay chắc ba mẹ con về muộn. Con qua nhà ông bà, rồi có gì khi nào ba mẹ về thì qua đón nha. Dạ vâng ạ. Nào, nhanh chân vào nhà nào. Rose, cháu có sao không? Đau quá ông ơi. Mẹ, tình hình ba và bé Rose thế nào rồi? Cái Rose nó bị rạn xương phải bó bột, còn ba con thì chỉ bị xước sát chút thôi à. Bác sĩ nói hai ông cháu có thể xuất viện về nhà. Chú ý theo dõi và có gì báo bác sĩ là được. Thôi, cũng may là bị thương nhẹ, chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng gì. Ông cũng đừng suy nghĩ quá. Tại tôi hết. Giá mà cái lúc bà nhắc tỉa bớt cành cây, tôi làm ngay thì đã không đến nông nỗi này. Khổ thân con bé Rose. Mấy ngày sau. Ông Alex, tỉa bớt cành cây đấy à? Không, tôi sẽ hạ cái cây này luôn. Cây này già rồi, cành mục xuống, rất nguy hiểm. À đúng rồi, hôm trước ông với đứa cháu chẳng phải bị cây gãy là bị thương hay sao? Vâng, thôi thì giờ tuy muộn, nhưng cưa đi cũng an toàn hơn. Khu phố ta hàng cây đúng là lâu năm rồi, kể ra cũng nguy hiểm thật. Chà chà, ông à, có khi nhà mình cũng phải chặt hạ cái cây trồng cây khác thôi. Mùa mưa bão mới bắt đầu, chứ để đến lúc như nhà của ông Alex thì lại khổ lắm. Bà nói cũng phải, để mà tôi gọi người đến hạ cái cây trước cửa nhà mình đi. Tôi nghe nói nhà ông bà David sắp gọi thợ đến đốn cây đi đó.
Hay nhân dịp này mình cũng nhờ thợ đốn cây đi, rồi trồng cây mới một thế, chứ không như nhà ông Alex đó thì chết. Ờ à, đúng đó, tôi cũng về bàn với ông nhà của tôi mới được. Đúng là hàng cây quá già rồi, để lại rất nguy hiểm. Ừ, cái cây nhà mình cũng phải xử lý sớm thôi. Hôm nay lại thêm một cây bị cưa hết cành lá rồi. Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này chứ? Chỉ đầy mai là họ sẽ đến cưa cả gốc của tôi. Thật chẳng còn biết có thể sống được đến hôm nào. Chỉ hy vọng sao các bạn ở lại được an toàn. Chẳng nhẽ không còn cách nào hay sao? Chúng ta cần một câu trả lời xứng đáng. Ôi, là một vị thần phán xử. Hỡi các bạn cây, tiếng khóc của các bạn đang gọi ta vậy. Ta có thể giúp được gì không? Thưa thần phán xử, chúng tôi đã sống ở đây biết bao năm cho bóng mát và hàng ngày giúp con người trao đổi chất. Vậy mà giờ đây khu phố này đồng loạt đốn hạ hết chúng tôi vì lo sợ chúng tôi gây nguy hiểm cho họ. Chúng tôi cần một lời phán xử từ người. Cây cối cũng giống như con người, khi già yếu sẽ khó chịu được gió sương. Nhưng những lúc như thế, chúng tôi cũng cần nhận lại sự yêu thương và chăm sóc. Có phải sự già đi, mục nát của chúng tôi là sai không? Xin thần hãy giúp chúng tôi. Cảnh tượng quá thật đau lòng. Được rồi, ta sẽ giúp các bạn và con người một câu trả lời xứng đáng. Hả? Chuyện gì thế kia? Điều kỳ diệu gì đang diễn ra vậy? Phải chăng đây là một lời nhắn gửi đến chúng ta? Chúng ta chỉ thấy cái tác hại mà cây xanh đem lại, vô tình quên đi những thứ đẹp đẽ mà nó mang tới. Sẽ ra sao nếu như góc phố này chẳng còn một bóng mát nào? Chúng ta đã đối xử không phải với hàng cây rồi. Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm với hàng cây, thế mà... Có lẽ chúng ta đã quá nóng vội nên mới có quyết định sai lầm là bỏ chúng đi. Ta xin lỗi nha. Mọi chuyện cũng là tại tôi cả. Tại tôi không chịu tỉa cây, chứ đâu phải lỗi ở cái cây đâu. Biết bao lâu mới trồng được một cái cây ra bóng mát như vậy. Thế mà trong lúc hồ đồ, chúng ta đã vội vã định hạ chúng đi. Lời nói dối hoàn hảo. Anh, sao ngồi thần ra ngắm ảnh cưới vậy hả? À, vì sắp kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta rồi mà. Nhanh quá anh nhỉ. Chúng mình đã ở bên nhau 2 năm rồi. Mãi thế này anh nha. Anh ơi, phở em nấu xong rồi nè. Anh xuống ăn sáng đi, để còn đi làm. Chà, vợ anh đúng là đảm đang. Chỉ ngửi thôi, cũng đã thấy ngon rồi. Ôi da. Hả? Anh à, anh sao thế? Lại đau bụng nữa à? Vẫn là chứng đau dạ dày ấy mà. Không sao đâu em. Mấy này em thấy anh đau nhiều hơn đó. Hay là anh đi khám thử xem sao? Nhỡ đâu... Nhỡ đâu gì, anh không chết được đâu mà sợ. Tại mấy nay công việc căng thẳng quá nên nó đau hơn ấy mà. Lát anh uống thuốc là đỡ ngay. Anh đừng có mà chủ quan đó. Hả? Sao có lịch đi công tác gấp thế anh? Ừ, vì trưởng phòng kinh doanh chi nhánh bên Hàn Quốc nghỉ đột xuất. Mọi thứ rối ren quá nên anh phải sang giải quyết. Lần này chắc anh đi lâu đó. Em ở nhà giữ sức khỏe nha. Chán thế. Vài hôm nữa là kỷ niệm ngày cưới. Em đang tính vợ chồng mình sẽ đi du lịch kỷ niệm. Thế mà... Thôi, mấy bữa nữa về anh đền sao nha. Anh nhớ đó nha. Anh ấy nói chuyến bay hạ cánh lúc 3 giờ.
mà sao giờ vẫn chưa về đến nhà ta? Đây rồi. Anh à, em nhớ anh quá à. Kìa, Ngọc. Anh à, đây là... Anh Khánh, đây là vợ cũ của anh à. Vợ cũ? À, ai là vợ cũ? Anh Khánh, cô ấy là ai? Tại sao hai người lại thân mật như vậy hả? Ngọc à, anh xin lỗi. Đây là Huệ. Anh và cô ấy đã quen nhau lâu rồi. Thôi, anh giải quyết nhanh đi. Em về nhà cái đã. Bay mất mấy tiếng, mệt quá rồi. Anh Khánh, chúng ta đừng có ly hôn được không? Em yêu anh, em sẽ tha thứ cho anh tất cả, miễn là anh chịu quay lại với em thôi. Anh xin lỗi, nhưng Huệ đã có thai rồi, và anh cũng không còn yêu em nữa. Có thai sao? Bây giờ anh sẽ tạm thời dọn khỏi căn nhà này. Trong lúc chờ tòa phán quyết, em hãy cứ ở đây đi. Mười năm sau. Em vừa đến nơi rồi. Anh và con ở nhà giữ sức khỏe nha. Xong việc em sẽ về với hai ba con. Đã gần 10 năm rồi mình mới quay trở lại đây. Kể từ khi ly hôn với anh ta, ngày đó mình quá đau khổ mà mình đã bỏ vào Nam sinh sống. Không biết anh ta bây giờ ra sao nữa. Mình có nên gặp lại bọn họ không nhỉ? Là cô à? Chuyện là thế nào? Thực ra tôi chỉ là bác sĩ điều trị của Khánh mà thôi. Bệnh ung thư dạ dày của anh đã đến giai đoạn cuối. Thời gian của anh không còn nhiều đâu. Anh phải nhập viện điều trị gấp. Anh về bàn với vợ của anh đi. Nhưng mà tôi không muốn vợ tôi biết chuyện này. Để tôi nói với cô ấy là đi công tác một tháng. Anh ấy đã nhờ tôi cùng đến nhà của cô và diễn một màn kịch. Ngay sau đó, anh ấy lấy cớ ra khỏi nhà để tiếp tục vào viện điều trị. Và sau khi hai người ly hôn được 2 tháng, thì anh ấy ra đi. Căn nhà đó tôi đã mua lại để ở và chờ cơ hội cô trở về tìm anh ấy, thì nói cho cô biết sự thật. Tôi đúng là một người vợ vô tâm mà. Tôi đã thấy anh ấy đau, vậy mà sao tôi lại không để ý để đưa anh ấy đi khám chứ? Anh Khánh, tại sao ngày ấy anh không nói thật với em? Tại sao anh lại chịu đau đớn một mình như thế? Anh ấy chính là không muốn nhìn thấy cô đau khổ, nên mới chọn cách để cô hiểu lầm. Có như thế cô mới dễ dàng quên anh ấy và tìm được hạnh phúc mới. Anh thật là ngốc. Vậy mà bấy lâu nay em đã trách lầm anh rồi. Chỉ có đủ yêu thương thì anh ấy mới đủ hy sinh và dành những gì tốt đẹp nhất cho người mà mình yêu. Cô hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc thay phần còn lại của anh ấy, Ngọc nha. Ngày bí ẩn của người vợ. Anh đã tỉnh lại rồi hả? Tôi đang ở đâu thế này? Anh bị thương, nằm bất tỉnh ở đây đã 3 ngày 3 đêm rồi. Nè, mặc dù tỉnh lại rồi, nhưng anh chưa bình phục hoàn toàn đâu. Hãy nằm ở đây thêm thời gian nữa để dưỡng thương đi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh. Cảm ơn cô. Chuyện kể rằng, năm đó, Sedan
chàng trai thợ săn rắn rỏi trong lần đi săn đã gặp nạn. May thay, có người con gái xinh đẹp trong rừng giúp cho chàng. Nhờ bàn tay chăm sóc của nàng, chàng đã tỉnh dậy. Ngày qua ngày nằm dưỡng thương trong hang, chứng kiến sự tận tình chăm sóc của người đẹp xa lạ, chàng đem lòng yêu nàng từ lúc nào không hay. Mina, nếu không có nàng, chắc ta đã bỏ mạng ở rừng sâu này rồi. Chưa có một cô gái nào trên đời này lại vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng như Mina. Mình nhất định phải hỏi cưới nàng làm vợ. Thật may vết thương của anh sớm lành lại, giờ thì anh có thể trở về làng được rồi đó. Có đi đâu thì cẩn thận nha. Tạm biệt anh. Tặng em. Mina, anh muốn lấy em làm vợ. Em đồng ý về làm vợ anh nha. Chúng ta sẽ cùng vì làng và sống thật hạnh phúc. Không được. Còn điều gì khiến em băn khoăn về anh sao? Hãy nói cho anh biết. Vì em, anh sẽ sửa đổi mọi thứ. Còn nếu không lấy được em, anh sẽ vô cùng đau buồn. Không phải. Thực ra là tôi không muốn lấy chồng. Nhưng tại sao lại thế? Con gái lớn lên, ai chẳng muốn lập gia đình. Cuộc sống sẽ ổn định hơn. Có vợ có chồng, sống chung và chia sẻ cùng nhau, chẳng phải là hạnh phúc ấm áp hơn sao? Dẫu biết là vậy, nhưng mà lấy chồng rồi sẽ không còn tự do, cuộc sống bị gò bó. Với lại, cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng bình yên đâu. Và kể cả khi em đã gặp được người mình thật sự yêu thương, em cũng không muốn kết duyên cùng người đó suốt đời ư? Tôi... Thôi, anh hãy về đi. Không, anh sẽ không về đâu, trừ khi em đồng ý làm vợ của anh thôi. Trong đường đạm này nhiều rắn rết lắm, anh về đi. Tôi không muốn lấy chồng mà. Anh không sợ bất cứ điều gì hết, chỉ sợ không lấy được em làm vợ mà thôi. Mina, gặp được em, anh đã đem lòng yêu em mất rồi. Xin lỗi anh. Chàng này thật là bướng bỉnh, nhưng tại sao tim mình lại thấy đau nhói? Thôi được rồi, tôi bằng lòng lấy anh, nhưng anh phải hứa với tôi một điều kiện. Điều kiện gì anh cũng hứa hết, miễn là em đồng ý làm vợ của anh. Thật ra điều kiện cũng đơn giản lắm, đó là hàng năm tôi xin được vắng nhà một ngày để đi xa. Anh có đồng ý hay không? Tưởng gì, chứ điều kiện đó có khó gì đối với anh đâu. Anh hứa sẽ đáp ứng cho em, sẽ không bao giờ làm em phải phiền lòng vì điều đó đâu. Từ hôm ấy, hai người nên vợ nên chồng. Cuộc sống của họ trôi qua rất hạnh phúc, không bao giờ to tiếng với nhau. Thời gian trôi qua, rồi cũng đến ngày tròn một năm ngày cưới. Mình à, ngày mai em sẽ vắng nhà một ngày đó nha. Mọi việc trong nhà anh tự lo liệu hen. Em định đi đâu những một ngày liền? Anh không nhớ lời hứa với em sao? Trước khi cưới, em đã nói hàng năm sẽ vắng nhà một ngày để đi xa mà. Anh suýt nữa quên. Được rồi, em cứ đi đi. Việc nhà để anh lo liệu cho. Em đi chỉ có một ngày thôi mà, có đáng gì đâu. Cảm ơn mình nha. Sao ngày hôm nay lại dài thế chứ? Vợ mình mới đi nửa ngày mà mình tưởng đã mấy tháng trôi qua rồi. Chẳng hiểu vợ mình đi đâu ta, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Chẳng hiểu vợ mình đi đâu ta, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Sao em đi gì mà lâu? Mình đừng quên điều kiện đã hứa với em đó. Đúng rồi, mình đã hứa với vợ từ ngày đầu. Đạp nhị đại trượng phu, không thể nói hai lời được. Chỉ là anh lo cho em mà thôi. Cuộc sống hai vợ chồng êm ả trôi qua, Sedan cũng quên dần những vương vấn thắc mắc trong lòng.
Nhưng một năm nữa lại trôi qua, rồi một năm nữa, cứ đến đúng ngày là người vợ lại đi vắng, bà lại trở về nhà vào lúc mặt trời mọc của ngày hôm sau. Lại đến ngày vợ đi vắng hay sao mà buồn thế hả anh Sedan? Đi vắng bí ẩn như thế thì cũng đáng lo thật. Tôi mà là anh á thì khó chịu lắm. Chưa kể vợ anh xinh đẹp nhất làng, nhiều người dòm ngó, mà cứ đều đặn mỗi năm đi như thế thì nguy. Em đi đâu về mà vui vẻ thế? Cứ mỗi khi đến hẹn đi về là mặt em lại rất hạnh phúc. Đó là chuyện bí mật của em anh à. Em định đi đâu những một ngày liền? Anh không nhớ lời hứa với em sao? Trước khi cưới em đã nói hàng năm sẽ vắng nhà một ngày để đi xa mà. Anh suýt nữa quên. Được, được rồi, em cứ đi đi. Việc nhà để anh lo liệu cho. Em đi chỉ có một ngày thôi mà, có đáng gì đâu. Cảm ơn mình nha. Cô ấy chui vào bụi cây làm gì thế chứ? Sao vợ mình vào đó lâu thế? Giữa thành thiên bạch nhật thế này, tự nhiên lại lén lút chui vào đấy. Không lẽ có ai trong kia? Mình phải vào đó xem sao mới được. Trời ơi, một con rắn. Nó giết vợ mình mất rồi. Là Mina. Trời ơi, tại sao lại là em hả Mina? Hãy nói anh biết sự thật là như thế nào đi. Em vốn không phải người bình thường, nhưng vì yêu anh, hàng năm cứ đến ngày này em lại biến thành rắn hổ mang để lột xác. Có như vậy thì em mới cởi bỏ hết những bực bội giận dữ kìm nén trong suốt một năm qua. Đó chính là bí mật duy nhất của em mà hai vợ chồng mình đã thỏa thuận với nhau. Có như thế em mới có thể trở lại xinh đẹp hơn và dịu hiền, chiều chuộng chồng hơn, để gia đình ta được êm ấm. Nhưng cuối cùng anh vẫn không tin vợ của mình, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi. Trời ơi, vậy mà anh đã nghi ngờ em, không kiểm soát được sự tò mò của mình, để rồi thất hứa với em và gây ra chuyện này. Chính sự nghi hoặc và ghen tuông đã giết chết vợ của tôi rồi. Thiên thần không hoàn hảo. Sao dạo này mình hay đau đầu thế chứ? Anh Philip, trưởng khoa gọi anh vào hỗ trợ ca phẫu thuật cấp cứu ở buồng 11 gấp à. Bệnh nhân đang rất nguy kịch. Được rồi, giờ tôi sẽ đến ngay. Philip, đây là căn bệnh hiếm gặp và phẫu thuật rất khó, cậu cần hết sức cẩn thận. Dạ, tôi biết rồi. Ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi. Tất cả là nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người, đặc biệt là tài năng của sự xử lý nhanh nhẹn, thông minh của bác sĩ Philip. Không có gì, tôi cũng chỉ làm hết sức mình thôi. Cậu đã mệt rồi, tranh thủ về phòng nghỉ ngơi lát đi. Philip, cậu sao thế? Philip, cậu sao thế? Philip, đầu cậu có đau lắm không? Không hiểu vì sao dạo gần đây đầu tôi rất hay đau. Có lẽ do nhiều việc quá. Đó chỉ là một phần thôi. Nguyên nhân chính là do trong đầu cậu có khối u. Cái gì cơ? U sao? Không thể nào, không thể nào.
Trời ơi, sao số phận tôi lại như thế này? Ông bỏ tôi mà đi khi tôi đang có bầu thằng Philip. Giờ thằng bé nó cũng... Mẹ, mẹ à, con mong mẹ hãy mạnh mẽ lên. Sẽ có cách chữa khỏi bệnh đúng không con? Ra nước ngoài cũng được, mất hết tài sản cũng được. Mẹ chỉ cần con khỏe mạnh và ở với mẹ thôi. Không còn cách nào đâu, mẹ à. Sao có thể như thế được hả con? Con là một bác sĩ giỏi mà, nhất định phải có cách gì đó chứ, Philip à. Mẹ à, chính vì con là bác sĩ nên con biết rất rõ tình trạng bệnh của mình. Khối u đã quá to, lại là u ác tính, đã chèn vào đại não nên... Không, không được, con của tôi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi mà. Mẹ, mẹ phải nghe con nói chứ. Thời gian của con đâu còn nhiều nữa. Mẹ vì con đi mà. Mẹ đã bảo là không bao giờ mẹ đồng ý chuyện đó rồi mà. Con bảo mẹ vì con, thế con có nghĩ tới mẹ sẽ đau lòng như thế nào hay không? Mẹ, sẽ có người nhìn thấy ánh sáng và sống tốt nếu con đồng ý hiến tặng đôi mắt của mình. Con muốn để lại trên đời một điều gì đó thật ý nghĩa. Không, không bao giờ mẹ đồng ý chuyện đó. Có người mẹ nào cam tâm khi con trai mình mất đi mà không còn nguyên vẹn đâu chứ. Mẹ, mẹ không muốn con nhắc tới chuyện này lần nữa. Nếu như con muốn mẹ ra đi cùng với con luôn thì con cứ đi đăng ký đi. Đừng, đừng thế mà mẹ. 3 ngày sau. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Giấy tình nguyện hiến tặng tim. Bác cho cháu xin lại ạ. Cô... Cháu sắp lên thiên đường cùng với mẹ rồi, vì một căn bệnh hiểm nghèo. Vậy còn tờ giấy kia, hiến tặng tim là sao? Dạ, đơn giản chỉ là cháu muốn có thể giúp đỡ ai đó có thể duy trì sự sống và sống hạnh phúc cuộc đời của mình. Vậy còn người thân của cô thì sao? Họ cũng đồng ý sao? Dạ, lúc đầu bố cháu kịch liệt phản đối, nhưng sau khi cháu thuyết phục và kể về giấc mơ của mình, ông ấy đã thay đổi. Sao họ có thể vui vẻ khi họ ở đây và cơ thể có những khiếm khuyết nhỉ? Cô biết vì sao họ trở thành thiên thần hay không? Vì có thể họ không hoàn hảo, nhưng họ lại sẵn sàng giúp đỡ người khác, chia sẻ cùng người khác và sống vui vẻ. Cô nhìn xem, thiên thần kia dù không còn cánh tay trái, nhưng đã dùng cánh tay còn lại để dắt thiên thần mù đi dạo. Chính sự không nguyên vẹn ấy đã tạo nên nhân cách của một thiên thần. Và cháu hiểu ra rằng ngay cả thiên thần cũng không hoàn hảo. Vậy thì tại sao cháu không thể hiến tặng trái tim này để giúp một người nào đó đang rất cần tới nó? Nhưng làm sao những người mẹ như ta có thể nhẫn tâm nhìn con của mình không còn nguyên vẹn khi nằm xuống được chứ? Bố cháu nói sẽ rất vui khi biết rằng trái tim của cháu đang đập ở lồng ngực của một người nào đó. Và quan trọng hơn, ông ấy biết rằng cháu hạnh phúc khi được làm điều đó ạ. Tuy cơ thể của cháu không còn nguyên vẹn, nhưng nó lại là món quà tuyệt vời để một người khác bắt đầu cuộc sống mới. Và điều đó làm cho cháu hạnh phúc. Cảm ơn bác sĩ. Vậy là đứa con tội nghiệp của tôi đã được cứu rồi. Chúc mừng chị. Tất cả là do có người đã tình nguyện hiến thận cho thằng bé. Nếu không chúng tôi cũng hết cách. Người hiến thận cho con quả là một người vĩ đại. Và mẹ tin ở trên thiên đường, khi biết con được cứu sống, họ sẽ rất là hạnh phúc. Con hãy sống cho thật xứng đáng con nha. Mẹ đồng ý. Chỉ cần đó là điều con muốn làm, Philip à. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều lắm.
bệnh nhân còn hiến tặng giác mạc, nay đã nhìn thấy ánh sáng được rồi. Mẹ thấy được hình bóng của con trong đôi mắt ấy, con trai của mẹ. Bây giờ con đã trở thành một thiên thần rồi. Dù thiếu đi một mắt, nhưng mẹ tin thiên thần không hoàn hảo của mẹ sẽ hạnh phúc trên thiên đường. Mẹ yêu con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.